phải mình lên thay mặt đạo tràng cùng thỉnh pháp sư. Dạ sa thú, cảm ơn Tina được lên nhiều. Dạ thưa con kính chào thầy kinh, con xin phép và con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài tỉnh pháp sư. Dạ. Nam mô tha sa pa ga wa tu a ra ha tu sam ma sam pu tha sa. Nam mô tha sa pa ga wa tu a ra ha tu sam ma sam pu tha sa. Nam mô tha sa pa ga wa tu a ra ha tu sam ma sam pu tha sa. Brahma chalo ka thi pa ti sam pa ti ka tan chali am thi warang aya cha tha san ti tha san tam para chang tha cha ti ka de se tu tham mang anu tam pi mang pa cham sát tham ma phê rin vi na yán cha tha yán sút tán cha bán thân a bi tham ma cham măng a cô ta yán tu cha tu sẵn cha đàn đăng pháp bố tha nãy ye pha vi sa ya mát chê chúng sanh tất cả vô hạn như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lố mộng đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành ái tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ bình an vui phản thiên lòng kính thành cung thỉnh Phật lặng thinh tỏ ý nhận lời từ bi khai đạo độ đời nhắm đường lọc giả ngài dời chân sang chuyển pháp luân độ các hàng đệ tử có năm thầy tĩnh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được ném hương vị hữu dư niên bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hẳn còn lâu năm cả tam giới thừa ân vô cập tám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cỡ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính tri ân thầy đăng đàn, thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học hôm nay. Con kính dâng biết đến thầy. Nam mô Phật thầy nhé. Nam mô Phật thầy nhé. Nam mô Tam Ma nhé. Nam mô Sang Khai nhé. Dạ, kính lễ Sư Đi Đức cùng chư Tôn Đức Tăng cùng râm. À, thân chào tất cả quý vị. À, hôm nay chúng ta học tuần này, tuần sau có nghỉ Tết không? Coi Nhật Quỳnh ơi, cho biết đi. Mấy rùm kia tuần sau là nghỉ Tết hết rồi, mấy rùm này có nghỉ không? Hello. Suy nghĩ hỏi lại bàn lại sư đi ha. Giờ cô Nhật Quỳnh bàn lại với sư đi ha. Rồi, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tam tắc. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantam abhivadayami svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sanghang namami Sama sambuddhamattulang sasattham akanuttamang apivadiyapasisang apithammattasanghang. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chưa được trong vi diệu pháp.
À, thì nó có sinh hoạt tự nhiên ấy, quý vị thông báo là tuần này mình học vào tuần sau là vô, hình như là tuần sau là mấy nè, tuần sau mùng một Tết chưa, tuần sau sắp mùng một Tết 30 rồi, hôm nay mình học bữa nay thì tuần sau là quý vị ai vô được vô sinh hoạt rồi Tết nhất rồi, cho vui. Rồi, trước khi bắt đầu vào chương trình, mời tất cả quý vị cùng nhau đọc Pali, đọc Pali xong rồi chúng ta chuẩn bị học. Rồi xin mời cô Nhật Quỳnh post Pali lên nha. Bên thứ sáu là mùng 1, thứ sáu mùng 1, ngày thứ năm là mùng 30. Bên Úc, bên Úc là mùng 1. Thì là nghỉ Tết đúng rồi, tuần sau nghỉ Tết ai vô vô ha. Ai muốn vô chơi vô. Sinh hoạt bên Mỹ là 30 đúng không? Mỹ 30 Tết, Việt Nam mùng 1 luôn. Năm nay bệnh dịch và giãn cách xã hội tùm lum, thành không ai gặp được ai hết, không có ai đi về quê thăm gia đình hết. Năm nay Việt Nam rồi, rồi mời cô Nhật Quỳnh post bài lên, mời quý vị lên đọc nha. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khà Dạ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, trước hết con kính đảnh Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính chào Thầy Kinh. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cũng như thường lệ thì con xin phép đọc bài trước. Đoạn 2 Tát Tha So Mana Sa Sa Ha Ga Ta Cha Wa Na Nan Ta Rang Ap Ba Na Bi So Mana Sa Sa Ha Ga Ta Wa Pa Ti Can Khi Tắp Ba U Bách Kha Sa Ha Ga Ta Cha Wa Na Nan Ta Rang Ubekha sahagata wa tathabi kusala chawana nantarang kusala chawanan je wa hati man chafalata yamabeti kriya chawana nantarang kriya chawanan arahat ta pha lần cha ấp bề ti ở đây tức khắc theo sau một cha quá ná với thọ hỷ, một cha quá ná ấp ba na sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khỏi phát, sau một cha quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một cha quá ná ấp ba na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cháu quá ná ấp bá na thiện sẽ nối tiếp theo sau một cháu quá ná thiện. Và trong trường hợp chứng ngộ, Samma bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cháu quá ná hành sẽ có một cháu quá ná hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đoát tình xa Su kha bun nhâm hà đoa đa sô bạch kha ca ba rằng su khi ta kri ya to a tha cha sam phồn ti u bạch kha ca sao tâm thiện có ba nhân tí hề tú cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 thiền siêu thế. Sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả, và sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả.
Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá, tâm quả ấp bá na phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong. Kính ơn thầy kinh. Dạ, con kính nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào thầy kinh, con xin kính chào toàn thể đạo hữu. Con xin đọc bài ngày hôm nay ạ. Đoạn 2, Tát Thá Sô Má Nát Sá Sá Há Gá Tá Chá Quá Nà Nành Tá Răng Áp Thá Nà Phí Sô Má Nát Sá Sá Há Gá Tà Quá Bà Tí Khanh Khí Tắc Bà Upekha sa ha ga ta cha quá na nành tá rằng Upekha sa ha ga ta quá tát thà phí cú sa lá cha quá na nành tá rằng cú sa lá cha quá nành chề quá hết thí mạnh cha phá lát ta dám mắt thề tí quý già cha quá na nành tá rằng quý già cha quá năng Arahat tá phá lành chá áp thề tí. Ở đây tức khắc theo sau một chá quá ná với thọ hỷ, một chá quá ná áp thá nà sát na định với thọ hỷ áp sẽ khởi phát. Sau một chá quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một chá quá ná áp thá nà liên hợp với thọ xả áp phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chá quá ná áp thá nà thiện sẽ nối tiếp theo sau một chá quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ xá mà phát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một chá quá ná hành sẽ có một chá quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Đoát tình xá su kháp hùn nhầm hà đoà đá sô kích khá cà phá rằng xú khí tá quý giá tổ át thá chá sầm phồn tí xú kích khá cà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hề tú cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát gồm 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Pú thút chá nà ná xích khà nằng khà má phùn nhà tí hề tú tồ tí hề tú khà má quý giá tồ quý tá rà gà nằng áp thá nà á giá mét thá má nốt đòa rề quỷ thí chít táp ba quát tí ná dồ. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xề khá, tâm quả áp thá nà phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương thức diễn tiến của tiến trình tâm phát sinh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp.
Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính chào thầy kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Tát tha sổ mana sa sa ha ga ta cha wa na nan ta rằng appa na bi sổ mana sa 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 ha ga ta wa bà ti càn khi táp bà Ubekha sahagata chawana nantarang Ubekha sahagata watat thà bi kusala chawana nantarang kusala chawana che wa hep ti mạnh Chaphalat tayama bệ tikriya chawana nantarang kriya chawana arahat Ở đây tức khắc theo sau một chá quá ná với thọ hỷ, một chá quá ná ấp bá na sát na định với thọ hỷ ấp sẽ khởi phát, sau một chá quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một chá quá ná ấp bá na liên hợp với thọ ấp phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chá quá ná ấp bá na thiện sẽ nối tiếp theo sau một chá quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ Samma Bhatti sẽ tạo duyên cho ba ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một trái quá ná hành sẽ có một trái quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Đoát tình sa su kha bùn nhàm hà đòa đa sổ bách kha cà pa rằng su khi ta kriya tổ a tha cha sầm phồn ti u bách kha cà. Sau tâm thiện có ba nhân ti hề túc cả liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát. 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có 3 nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền duy tác sắc 4 cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô cộng la hán quả. Bút thút cha nà na sách khà nặng cả ma bùn nhà ti hề tu tổ ti hề tu cả ma kriya tổ quy ta rà gà nặng áp ba nà ayamet thaman nổ đòa rề quỳ thi chi tap ba quát ti na yo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xề khắc, tâm quả ấp bá na phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân thầy kinh. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Xin mời vị ký tiếp. Xin mời Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính chào thầy kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Tát tha sô ma na sa sa ha ga ta cha wa na nan ta rằng ấp pa na ti sô ma na sa sa ha ga ta wa pa ti càng khi tát bà upek kha sa ha ga ta cha wa na nan ta rằng upek kha sa ha ga ta wa tát thà bi cú sa la cha wa na nằng ta rằng cú sa la cha wa nằng chề wa hết thi mình cha pha la ta ya nắp về tí khi già cha wa na nằng ta rằng khi già cha wa nằng a ra ha ta ta lần cha ấp về tí. Ở đây tức khắc theo sau một chá quá ná với thọ hỷ, một chá quá ná ấp ta na sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một chá quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một chá quá ná ấp tá na liên hợp với thọ xả ấp phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chá quá ná ấp tá na thiện sẽ nói tiếp theo sau một chá quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ Sammapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một chá quá ná hành sẽ có một chá quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Đó tình sa su khắp bùn nhằn hà đà đá sổ cách khá cà pa rằng
Sukhita Kriyato Attachasam Phom Ti Upekhaka. Sao tâm thiện có ba nhân Ti Hê Thích Cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sao tâm thiền có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền vi tắc sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, một thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Uthuchana nasak kha nang ka ma bùn nhà tí hề tu tổ tí hề tu ka ma tri yat tổ vi ta ra ya nang ap ta na ayamet tha ma no đoà rề vi chi chi tắc ta vát ti na yo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xây khá tâm quả ap ta na phát khởi sao tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới. Nhưng đối với những vị không còn tham ái là sao tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sinh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong và cảm ơn thầy Kinh. Cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, con xin xuống mic. Xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị. Dạ, dạ cảm ơn thiện phụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Quỳnh Giang Nhật Hà. Dạ, cảm ơn chị Meta, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Hồng Mai, Chích Tina, Chích Nguyên Tịnh, Chích Hành Kiểm, à chị Hai Thi nữa nè, Tâm Phương nữa nè. Dạ, dạ xà thủ à, bằng tay của Cầu Thị Phúng. Dạ mời Cầu Thị Phúng nha. Dạ con xin kính lãnh lễ Tam Bảo, xin kính lãnh lễ Sư Trí Đức. Xin kính chào thầy và kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Con xin được đọc bài ngày hôm nay. Đoạn 2. Tát tha sô mana sa sa ha ga ta cha va na nan ta rằng áp ba na bi sô mana sa sa ha ga ta qua ba ti can khi ta ba u be kha sa ha ga ta cha va na nan ta rằng u be kha sa ha ga ta qua ta tha bi Kusala chavana nan tarang Kusala chavana nan che wa het ti men cha phala ta ya map be ti kriya chavana nan tarang kriya chavana arahat ta phalan che cha ap be ti. Ở đây tức khắc theo sau một chá vá ná với thọ hỷ, một chá vá ná áp ba na sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau một chá vá ná đồng phát sanh với thọ xả, một chá vá ná áp ba na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chá vá ná áp ba na thiện sẽ nói tiếp theo sau một chá vá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ Sama Bát Tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một chá vá ná hành sẽ có một chá vá ná hành và quả A La Hán nối tiếp. Tất tình sa su kha bùn nhận hà đoà đa sô bách kha cà ba rằng su khi su khi ta kriya tổ át tha cha sam phồn ti ubek
Khá cà, sao tâm thiện có ba nhân, tí hề tú khá, liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sao tâm thiện có ba nhân, liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiền sắc, 4 thiền vô sắc, 7 ngũ thiền siêu thế. Sao tâm hành có ba nhân, liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tác sắc, 4 thiền A-la-hán quả. Và sao tâm hành có ba nhân, liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc, 4 thiền vô sắc, ngũ thiền A-la-hán quả. Bhutichana nasekhanang kama bunya ti he tu to ti he tu kama kriya to vitara ganang appana ayameta mano dware viti chitta appatina yo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá quả, tâm quả ấp bá na phát khởi, sao tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sao tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong. Xin cảm ơn tất cả đạo tràng, cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài, cảm ơn các tất cả các anh chị đã cho biết tín hiệu và giúp đỡ trong quá trình cũng đọc. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài hôm nay ạ. Đoạn 2, Tát Thá. So manasa sahagata chawana nanta rằng appana bi so manasa sahagata wabati kan hi tap ba ubekha sahagata chawana nanta rằng ubekha sahagata wa tattha tikusala chawana nanta rằng kusala chawana je wa het thin man cha phalat tayamabbe ti quy già cha quan nà nành ta rằng quy già cha quan nằng arahatapha lành cha áp bề tí. Ở đây tức khắc theo sau một cha quan á với thọ hỷ, một cha quan á áp ba na sắc na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một cha quan á đồng phát sanh với thọ xả, một cha quan á áp ba na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chawana appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một chawana thiện, và trong trường hợp chứng ngộ samabati sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát, sau một chawana hành sẽ có một chawana hành và quả a la hán nối tiếp. Đoát tình sa su kha bùn nhầm hà đoà đa sô bét kha cà ba rằng Sukhita kriyato attacha sam phồn tí upekhaka. Sau tâm thiện có ba nhân tí hê tú cá, liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Bhutchana nasek khả năng ca mắt bùn nhà ti hề tu tổ ti hề tu ca mắc ri giá tổ quý ta ra gà năng ấp ba nà ayamet tha ma nô đoà rê quỳ thi chít tắp
Pavatinayo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập, xê khá, tâm quả Appana phát khởi, sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc. Dạ, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Minh Văn Nhật Hà. Châu Nguyễn ơi, Châu Nguyễn sẵn sàng chưa? Châu Nguyễn, Nguyễn sẵn sàng bật bài cho quý vị trong đạo tràng chưa? Được chưa? Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Vinh biết được tín hiệu. Vậy Châu Nguyễn đọc rồi, Châu Nguyễn bật bài ha. Mời Châu Nguyễn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn à, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tránh hiệu xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Đoạn 2. Tát tha sô ma na sa sa ha ga ta cha wa na nan ta rang Appana biso manasa sahagata wapatikan hitapa upekha sahagata jawana nantaran upekha sahagata wa tatha bikusala jawana nantaran kusala jawana jewahetiman jafalatayamape Tí kriya chawana nantaran kriya chawana arahata phalan cha appe tí. Ở đây, tức khắc theo sau một chawana với thọ hỷ, một chawana appana sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau một chawana đồng phát sanh với thọ xả, một chawana appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một Chawana Appana thiền sẽ nối tiếp theo sau một Chawana thiện và trong trường hợp chứng ngộ, Samapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một Chawana hành sẽ có một Chawana hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đoát tình sa su kha bùn nhằm hà đoà đá sô Bekaka parang sukhita kriyato attacha samphonti upekaka. Sau tâm thiện có nhân, tí hệ tú cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiện sắc cộng 4 thiện vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Bhutuchana nasekha nang ka mắc bùn nhà ti hệ tu tù ti hệ tu Makroto Vitara Ga Nang Appana Ayametta Mano Đoà Rề Quỳ Thi Chít Ta Pa Wa Ti Na Yô. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập, xê khả, tâm quả Appana phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh quả ý môn. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Dạ con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic.
Con kính nhân mít lại cho đạo tràng. Dạ cô Nhật Huỳnh, cô Nhật Huỳnh để con post bài giùm cô ạ. Dạ xã thú, con xin phép được xuống mít ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn trong biển. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, lúc này mắt của Nhật Quỳnh nó kém quá nên phải nhắm mắt chút xíu mới thấy đường đọc. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ, không thấy gì nào giơ tay nên Nhật Quỳnh đọc thôi. Dạ, cảm ơn trong biển, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Đoạn 2. Tathāso manasasahagata vacca qua na nantarang appanna biso manasasahagata vabbadikan titabba ubekkha sahagata ca qua na nantarang ubekkha sahagata vatattha bhikkhusala ca qua na nantarang Ukasawa Ukasalawa cha nan che wa ha thi man cha pa la ta yamap be ti ki ya cha wa na nan ta rang ki ya cha wa nan arahat arahat ta pa lan cha ap be ti. Ở đây tức khắc theo sau một cha quá ná với thọ hỷ, một cha quá ná ấp ba na sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi pháp. Sau một cha quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một cha quá ná ấp ba na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cha quá ná ấp ba na thiện sẽ nối tiếp theo sau một cha quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ samma bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cha quán na hành sẽ có một cha quán na hành và quả a la hán nối tiếp. Đạt tình sa su buồn nhằn buồn nhằn hà đò đa sơ bết khắc ca ba rằng sư khi Tariyato Athachasam Phonti Upvekhaka. Sau một tâm thiện có ba nhân Tí Hề Tu Cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát 4 thiện cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại 1 ngũ thiện sắc cộng 4 thiện vô sắc cộng 7 ngũ thiện siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại 4 thiền duy trắc sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Bu thuật cha na na set ca năng ca ma buồn nhà ti hề tu tù ti hề tu ca ma ri ya tù vi ta ra ga năng ấp ma na a ya ma tha ma nốt đò rề vi thi chích tắc ba qua ti na dơ. Đối với hạng phạm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá tâm quả ấp ba na phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bản chánh văn đã hết, còn thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng, xa thú kính cảm ơn cho nguyện nhà. Mà mời Thi Nan nha.
Con kính lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài, con chào chư đức, con kính chào quý cô tu nữ, con kính chào thầy, con xin phép được và đạo tràng con xin phép được đọc bài. Đoạn 2. Tattha so manaka so manasa sa hagata cha wan cha wan na nan ta rang apana pikso mana manasa sa hagata wa patikan kitapa upeka sahagata jawata nanta rang upeka sahaga wa wa tatha pi kusala ja ja wana nanta rang kusala ja wana je wa het thi man ja phala ta yama pe ti kriya ja wana nanta rang ki kriya cha wan nang arahat tap phalang cha ape ti. Ở đây tức khắc theo sau một cha quan á với thọ hỷ, một cha quan á appana sát na định với thọ hỷ, ác sẽ khởi phát sanh sau một cha quan á đồng phát sanh với thọ xã, một cha quan á appana liên hợp với thọ xã ác phát thọ xã ác phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cha quán á appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một cha quán á thiện, và trong trường hợp chứng ngộ samapatti sẽ tạo duyên cho ba thấp hơn khởi phát, sau một cha quán á hành sẽ có một cha quán á hành và quả a la hán nối tiếp. Do tis do tình sắc xuất khắc buồn nhà buồn nhằn nhà do đa số bách khắc khả phát rằng sukita rikyato atatra samponti upekkhalaka. Sau tâm thiện có ba nhân tệ hít tu cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sọng, 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với hai thọ xã, 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền di tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xã, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Bụt thuốc chát nà ná sách thà nằng cà mát hùn nhà tí hề tức đồ thi hệ chúc thà bát nguyện giác tù quyết tắc là gà nằng áp hạ nà át dàng mê thắc mà nồ đò quyết thì chi tắc pháp quá tí nát dù. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xét khá, tâm quả áp hạ nà phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của các tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, thưa con kính tri ân sư, kính tri ân thầy và kính tri ân đạo tràng, con xin cảm ơn. À, nam mô thầy giá. Xà thứ ha. Chắc khác ai lên đọc nó không vậy? Alo. Đâu còn ai đọc nữa khả. Rồi, thôi giờ mời một vị lên đọc dùm bài kỳ trước ha, tuần trước ha. Trình bài sơ lại cái tuần trước cho ông là cái học tiếp. Ai tình nguyện lên giơ tay nha. Ai lên.
Mai giơ tay à? Từ quyển lên coi. Từ trước có ai ghi bài không? Rồi, mời cô Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính thưa thầy. Dạ, kính thưa cả lớp ạ. Dạ, con xin đọc bài tuần trước. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Hai, lộ ý nối tiếp lộ nhĩ môn. A, lộ nối tiếp. A tì ta ga ha na quỳ thi. Phi lộ nhĩ, thức diệt, hộ kiếp sanh. Hàng trăm hàng ngàn cái lộ nối tiếp sanh nối theo sau âm hưởng cảnh thinh quá khứ xâm nhập vào dòng tâm âm hưởng sóng âm tiếng chuông tiếng nhạc tiếng tụng kinh khi ấy lộ nối tiếp khởi lên tâm lộ hộ kiếp rúng độc dứt dòng khai ý bảy trá quá ná là động lực dục giới. Hai sát na na cảnh, nếu tâm lộ nhĩ môn có na cảnh, thì cảnh trong lộ này là cảnh cực rõ rồi trở về hộ kiếp. B. Lộ thu gom. Sa mù hắc ga ha na quỳ thi. Sau lộ nối tiếp, hộ kiếp sanh, hàng trăm hàng ngàn. Lộ thu gom sanh theo sau, phận sự, thu vén cảnh thinh quá khứ. Qua âm hưởng di sóng của cảnh thinh, tâm lộ, hộ kiếp, rúng động, dứt dòng, khai ý, bảy trá quá ná. Hai sát na na cảnh, nếu hai lộ trước có na cảnh và cảnh ở lộ này là cảnh rất rõ, cũng có na cảnh rồi trở về hộ kiếp. C. Lộ định danh Nà mắc ga ha na quỳ tí. Khác với lộ ý nối với lộ nhãn môn, ở đây lộ định danh lại xuất hiện lộ định nghĩa. Thu gom diệt, tiếp theo hộ kiếp sanh, hàng trăm hàng ngàn cái. Lộ định danh sanh theo sau, phận sự, một tâm lộ sanh lên đặt cho âm thanh quá khứ, một tên gọi thích ứng theo tính cách, thế tục như tiếng người, tiếng thú, tiếng gió, tiếng nhạc. Tâm lộ, hộ kiếp, rúng động. Dứt dòng, khai ý, bảy trá quá ná. Không có na cảnh vì nhận chế định làm cảnh. D. Lộ định nghĩa Át thắc ga ha na quỳ thi. Lộ định danh cảnh thinh diệt. Hộ kiếp sanh hàng trăm hàng ngàn cái. Lộ định nghĩa sanh theo sau. Lộ định nghĩa đặt ý nghĩa cảnh thinh ấy. Lộ này có phận sự nhận diện ý nghĩa của cảnh thinh như sự van nài, sự ra lệnh, sự hờn dỗi, tâm lộ, hộ kiếp, rúng động, dứt dòng, khai ý, bảy trá quá ná. Không có na cảnh, vì thuộc cảnh chế định pháp. Ghi nhận, thực tế phức tạp hơn nhiều từ lộ này sang lộ khác, được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Với cảnh thinh càng phức tạp, lộ thu gom sanh khởi càng nhiều lộ. Ví dụ, lộ nhãn môn nối sau năm lộ ý. Ví dụ cái nháy mắt. Một lộ nối tiếp Á tì tạ ga ha na quỳ thi. Sanh khởi nhận cảnh sắc quá khứ là cái nháy mắt đã diệt mất. Hai lộ thu gom Sa mù hắc ga ha na quỳ thi. Thu vén cái nháy mắt quá khứ. Ba lộ định nghĩa Á thắc ga ha na quỳ thi. Khởi lên theo sau lộ thu gom cảnh sắc để biết ý nghĩa cái nháy mắt. 4. Lộ thân biểu tri. Cà gia quỳn nhát ti gà ha na quỳ ti. Khởi lên tiếp theo sau lộ định nghĩa để biết sự kiện cái nháy mắt. 5. Lộ hiểu ý. A thít bà giác gà ha na quỳ thi. Lộ hiểu nghĩa cao nhất sanh kế tục lộ thân biểu tri để hiểu ý của đối tượng. Ví dụ lộ nhĩ môn theo sau 6 lộ ý. Trước tiên là lộ nhĩ môn, chỉ nghe một cách đơn thuần, chưa có ý niệm về danh hay nghĩa chế định. Một lộ nối tiếp. A tì ta ga ha na quỳ thi. Lộ ý nối tiếp lộ nhĩ để nắm bắt cảnh thinh quá khứ. Hai lộ thu gom.
Samu hắc gahana quỳ thi theo sau lộ nối tiếp để thu vén những âm hưởng di sóng. 3. Lộ định danh nà mắc gahana quỳ thi theo sau lộ thu gom có phận sự định danh cảnh thinh theo danh chế định. Lộ nháy mắt không có lộ này. 5. Lộ định nghĩa ác thắc gahana quỳ thi khởi lên sau khi lộ định danh để hiểu cảnh thinh theo định nghĩa chế định. 5. Lộ khẩu biểu chi hay còn gọi lộ ngữ bày tỏ. Quá trì quỳ nhất tigahana quỳ thi khởi lên tiếp theo lộ định nghĩa để ý thức được ý nghĩa tiếng gọi. 6. Lộ hiểu ý athip bà dắt gahana quỳ thi là lộ hiểu nghĩa cao nhất nối đuôi theo lộ ngữ bày tỏ để nhận biết ý muốn của nhân vật, ý nghĩa hay mục đích tiếng gọi. Các lộ tỷ, thiệt, thân cũng tương tự. Học vi diệu pháp để hiểu rõ mọi pháp đều do duyên là lý vô ngã. Dạ, đó là nội dung bài học hôm trước mà con đã ghi được thưa thầy. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic ạ. À, xà thứ cảm ơn cô Dung rất nhiều. Cô Dung chép bài cũng rất là kỹ lưỡng ha, một học viên tinh tấn một học viên rất là siêng năng, đọc Pali cũng rất là giỏi. Xà thứ rồi, hôm nay chúng ta tiếp theo là lộ chim bao. Là giờ mình tỉnh quá, giờ mình mới đi vô chim bao chơi chút ha. Giờ mình vô tới lộ chim bao. Rồi. Suvina chích tha quỳ thi. Đó, mình cũng hay thắc mắc, người đời mình cũng hay thắc mắc. Nhiều cái chim bao thấy này, thấy kia, thấy nọ. Rồi mấy ông thầy bói, ông ấy biết tâm lý con người, ông ấy coi đoán mộng, đoán chim bao. Mấy chim bao sẽ gặp điều lành, điều tốt, điều xấu, điều này, điều kia, đủ thứ chuyện. Đó là cái mà chúng ta còn chưa hiểu biết, mình còn vô minh, mình còn không có cái tri kiến về đúng pháp, mình dễ bị tin vô mấy cái vụ đó. Nhưng mà giờ mình học để mình thấy được vấn đề. Đúng rồi, cho số đề hay quá. Gia Nhật Hạ bên Mỹ cũng biết số đề. Bên Mỹ cũng biết số đề. Nằm chị ba thấy con gà số mấy ta, trong quyển chắc biết thấy gà số mấy, khỉ số mấy. Biết không? Quá nghe nói giờ bao đề là dữ lắm, mà giờ hỏi không biết. Việt Nam là chuyên gia bao đề. Ok, rồi bây giờ mình vô lộ chim bao. Suvina chích tá quỳ thi. Dòng khi ngủ say, dòng hộ kiếp liên tục không ngừng nghỉ. Khi ngủ say, dòng hộ kiếp liên tục không ngừng nghỉ. Ghi chung với cái khu vực mà có không vấn đề, vấn đề ghi vốn vô sách, cái ghi thành không có vấn đề để dòng hộ kiếp không ngừng nghỉ. Khi là đàng hoàng người ta chép cho thầy kia, con không biết có vấn đề này, nghe là chép cha luôn. Rồi, tức là khi mà mình ngủ sai á, lúc mà ngủ mà sai xưa thật sự á, mà không có mộng mị, không có gì đó, thì lúc đó là cái dòng tâm thức của mình nó liên tục, nó sanh diệt bằng cái tâm hộ kiếp. Nó cứ sanh diệt liên tục hoài, giống như mình coi cái tâm động đồ, nó sanh lên sanh xuống, dịch lên xuống đều đó. Thì khi mình ngủ mà không có mộng mị, không có chim bao, không có gì đó, thì lúc đó cái dòng hộ kiếp nó liên tục, cho nên được đặt là hộ kiếp, tức là hộ trì kiếp sống, tức là cái tâm này là nó làm thật sự là nó duy trì, nó giữ cho kiếp sống mình được tồn tại cho đến khi tử thôi ha. Thì như vậy khi chúng ta ngủ sai, cái tâm mình nó như vậy đó, nó diễn tiến như vậy. Rồi xuống dòng chim bao, khi có lộ tâm khách
sanh nơi ý môn. Chiêm bao khi có lộ tâm khách, sanh nơi ý môn. Rồi, đó là khi làm có chim bao vô thì bắt đầu cái tâm tâm ngoài khẩu kiếp này nó sanh lên ở trong cái dòng tâm thức của mình ha. Thì vậy là chim bao sanh lên. Rồi chúng ta xuống ghi là nhân sanh chim bao hai chấm có bốn. Nhân sanh chim bao bốn, tức là đây là vấn đề là cái chủ đạo trong cái vấn đề chi bao ha, để cho chúng ta biết là nguyên nhân nào nó phát sinh ra cái sự chi bao, tại sao có chi bao là có những cái lý do đó, chứ không phải là tự nhiên nó sanh đại ha, nên chúng ta phải biết là nhân sanh chi bao có bốn. Rồi xuống dòng một, rối loạn cơ thể hai chấm. Một, rối loạn cơ thể. Rối loạn cơ thể, hai chấm. Gạch đầu dòng cái. Tứ đại bất ổn. Tứ đại bất ổn. Khiến sanh chim bao. Tứ đại bất ổn khiến sanh chim bao. Là cái dòng gạch đầu dòng do gió kích động mạnh tạo nên sự hỗn loạn cơ thể, phải kích động đến sắc ý vật. Do gió kích động mạnh tạo nên sự hỗn loạn cơ thể, kích động đến sắc ý vật. Rồi xuống dòng do mật mất quân bình rồi xuống dòng do đàm bị xáo trộn mất quân bình. Rồi, xuống dòng do bệnh sốt nóng lạnh chấm 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 do bệnh gì nọ đó. Rồi như vậy là cái nhân thứ nhất là nói về cái sự mà rối loạn trong cơ thể của mình, và khi mình ngủ trong cơ thể của mình nó có cái sự mà bất ổn về tứ đại, tức là đất nước lửa gió trong cơ thể mình đó, tứ đại đó nó lộn xộn ha, nó có trồi sụt lộn xộn, nó không có được yên, nó xáo trộn, nó quấy động trong cơ thể mình. Do khi mình lúc mình ngủ mình không có yên được, khó yên, dễ bị sanh mộng mị chiêm bao. Cho nên khi mà tứ đại chúng ta không ổn, chẳng hạn như thiếu nước hay là thiếu lửa thì nó không quân bình được, nó làm cho mình cái cơ thể mình nó bị lộn xộn ha. Tại là chính vì đó nó tác động, nó làm cho sanh ra mộng mị chi bao. Đó là cái thuộc về trong cơ thể. Rồi cái thứ kế tới là do gió trong cơ thể mình, cái bản thể gió đó, cái chất mà gió mà để nó làm cho chuyển động cơ thể mình, mạch máu mình được vận chuyển, máu bóp lên tim rồi máu vận chuyển rồi kia nọ, hoặc là gió nó
trong trong bụng mình, rồi trong đường máu, rồi trong khớp xương vân vân, những cái loại gió nó là nó không có ổn định, nó mạnh quá, nó làm cho hỗn loạn cơ thể mình, nó tác động lên, đụng vô ngay sắc khí vật luôn, nó tác động vào cái sắc khí vật làm cho cái tâm mình nó bị chấn động và nó gây ra cái vấn đề bụng bị. Đó là cũng là một cái vấn đề trong thuộc về trong cơ thể của mình ha, về cái thân của mình á. Gió kích động, rồi do mật, do cái túi mật của mình nó không có quân bình, mật mình nó có cái phần phần sự, cái phân sinh nó rất là quan trọng. Mật mình nó là một giống như cái túi mà túi mật mà nó nhỏ xíu, nó hình hạt lê, quả lê đó gì, cái mật nó màu xanh, nó nằm ở dưới cái thùy gan bên phải mình á, nó nằm ở cái khu vực của cái hạ xương sườn bên phải mình á, nó nhỏ xíu là nó phải nhìn 6-8 cm thôi, nó rộng khoảng 3 cm này. Khi mà mật nó mất quân bình á, tức là mật nó có vấn đề, tức là mật bị sạn, một là mật mình nó bị có sạn đó, thì nó cũng gây ảnh hưởng, hoặc là bị viêm cái túi mật, cái túi mật mình bị viêm, nó viêm nó gây ra những cái sự mà xáo trộn cái túi mật đó, hoặc là trong túi mật mình nó bị những cái cục u thịt đó. Những cái u mình là trong khoa học đó là những cái u thịt thừa đó, nó mọc lên, nó phát triển, nó làm cho gọi là ung thư hoại tử, polyp là những cái loại mà bị phát triển bậy tạ bạ, loại ung thư hoại tử là cho nên chính vì có những cái sự mất quân bình, xáo trộn về cái vật này, nó làm cho cái tâm mình không có được yên, nó không có nằm trong hồn kiếp được, mà nó phải dấy động lên tạo ra cái sự chi ba, là cái do mất do quân bình, hoặc là do đàm, đàm bị xáo trộn mất quân bình, thì trong cơ thể mình nó có cái chất đàm bình thường, người bình thường không có bệnh hoạn thì chất đàm nó loãng, nó không có gì, nhưng mà khi mình bị một cái gì đó dị ứng do khói bụi, hay là do hút thuốc lá, hoặc là khói thuốc lá, hoặc là bên Mỹ này có phấn hoa, phấn hoa nó làm cho mình bị dị ứng, rồi bị đàm, rồi bị quến đặc lại, hoặc là mình bị nhiễm trùng, cơ thể bị nhiễm trùng, bị virus này, thì cái đàm nó bị xáo trộn, nó bị nhiễm trùng, nó gây ra độc ha. Là do nên là ngủ mình khó chịu, trong cái cơ thể mình gây xáo trộn, làm cho rối loạn cơ thể, hoặc là do bệnh, là mình có cơ thể mình bị sốt, hay là bị nóng lạnh, hay là bị bệnh này kia nọ đó, bệnh gan, bệnh phổi, bệnh tim, bệnh gì đó, bất cứ bệnh nào nó có thể làm cho mình ngủ không yên, và nhiều người cũng bị mất ngủ trong vấn đề này ha. Trong cơ thể mình bị rối loạn, có thể sanh ra cái bệnh là bệnh mất ngủ. Đó là nhiều cái vấn đề mà nó cho mình đó là rối, nằm trong cái phần mà ta gom chung trong phần rối loạn cơ thể. Nó nhiều thứ lắm, nó phát sinh trong cơ thể mình là đủ thứ. Thì những cái thứ chính mà ta đưa cho mình thấy là vấn đề nó hiện đang như vậy. Thì nói chung là cơ thể mình có những cái gì mà không yên, không ổn là nó có chuyện nó sanh ra mộng mị. Đó là nguyên nhân thứ nhất về rối loạn cơ thể. Rồi số 2, quá khứ trạng lại. Thứ hai là quá khứ trạng lại. Hai chấm. Đã từng thấy, nghe, chấm chấm chấm. Quá khứ trạng lại. Tức là cái nguyên nhân thứ hai này là do mình, ví dụ như mình nghe này nghe kia, ban ngày mình hay nghe này nghe kia, hoặc là mình thấy chuyện này thấy chuyện kia, rồi cái tối mình ngủ cái cảnh nó trạng lại, nó trạng lại, nó làm cho mình chi bao. Chẳng hạn như ban ngày đi gặp cô Nhung, đi gặp Châu Nguyễn, gặp Thiện Hữu, gặp Giang Nhật Hạ hay đó ha, mấy người gặp nhau bắt đầu nói chuyện tám này ha. Rồi nói ngủ nhớ lại, tâm trạng lại nhớ lại, làm chị bao thấy đang nói chuyện này chuyện kia, trời đất khởi, nó vẽ rồi, cái tâm mình nó vẽ rồng vẽ rắn, chế ra một cái câu chuyện nào nó hấp dẫn mê ly. Nghe thấy nó cũng gây cho mình sự xáo trộn.
do thể mình ngủ không yên, phải bị mộng mị. Tại vì bớt tám chút xíu, tám nhiều quá tối thấy dữ lắm. Mà kỳ vậy nha, học pháp ít ít cái nào để cho thấy là học pháp nó quý gì có không. Học pháp học cái này thiện lành này khó thế lắm, mà tao bậy tao bạ thì thấy dễ lắm. Tao bậy bạ nhớ rồi tối nhớ lại thấy ngủ thấy tù lắm, tao bạ thấy chuyện gì đâu. Đẹp giờ thấy gì bao. Rồi đó là cái nguyên nhân thứ hai là do cái quá khứ nó tràn lại, để cho khi mình ngủ mình vô giấc ngủ rồi mình nhớ lại thấy này thấy kia thấy nọ, hoặc là nghe này nghe kia nghe nọ, để làm cho mình có cái sự mà phát sanh chim bao. Đó là nguyên nhân thứ hai. Chưa có gì ghi kịp ha. Rồi số 3, do chư thiên hay do tha lực tác động. Do chư thiên hay do tha lực tác động. Chư thiên hay do tha lực tác động. Tức là ngoài hai nguyên nhân trên có nguyên nhân thứ ba là do chư thiên. Chư thiên mộng mình ha. Chẳng hạn như có những vị mà được chư thiên báo mộng thì sắp có chuyện này chuyện kia, báo cho mình biết trước chuyện này chuyện kia ha. Để mình sáng ra mình giật mình nó ghê mình biết mình có chư thiên báo mộng cho mình biết. Hoặc là có những loài như là ngạ quỷ ma vậy đó ha, báo mộng cho mình biết là mai sắp có chuyện gì ha, hoặc là có những cái chuyện mà nó có thể xảy ra. Cái điều này mình cũng không biết là trúng hay không trúng ha, tức là nhưng mà do chư thiên báo mộng cho mình, hoặc là do ngạ quỷ, hoặc là do tha lực tác động, là do những người ta dùng có những cái thuật là thành ra vấn đề đó. Là những người mà ta luyện thuật thôi miên này mà ta có thể làm cho tâm mình nó bị xáo trộn ha, làm cho mình bị phát sinh những cái chim bao mộng mị tập bậy tập bạ. Đó là cái nguyên nhân thứ ba, do chư thiên hoặc là do chúng sanh ngạ quỷ atula hay là ma gì đó, nó tác động, hoặc là do những người có chơi những cái thuật này. Nếu mà ai chọc người nào đó, chọc người đó thì ghét có về nó luyện ém rồi cho nó làm chữ ba khùng luôn. Rồi số 4 là đợi xíu đi, học từ từ ăn chút xíu để biết. Số 4, do nghiệp mở ngoặc điềm nghiệp, đóng ngoặc lại hai chấm, do nghiệp mở ngoặc điềm nghiệp. Rồi tức là nghiệp nó đến ha, tức là do cái điềm nghiệp nó báo trước, đó trước cho mình biết, mình ngủ mình sẽ thấy trước cái điềm đó là tốt hay là xấu, những cái điềm nó báo trước cho mình biết là nó sắp trổ quả. Cho nên cái điểm nghiệp này là nó có thiệt, mà nó xuất hiện là nó có thể cho mình biết là nó sẽ xảy ra. Cái tâm mình nó làm như nó có cái sự biết trước cái điểm nghiệp nó phát sinh, thành ra cái do cái nghiệp nó báo. Chẳng hạn như mình thấy là ngày mai trúng số độc đắc, sáng mai ra mua lại số trúng thiệt liền cho biết. Hoặc là sắp có tai họa gì tới báo cho mình biết trước. Cho nên cũng mấy cái chuyện này cũng ghê lắm. Đó là bốn cái nguyên nhân mà cho chúng ta thấy là phát sinh ra bệnh. Là một ha, nguyên nhân thứ nhất là do cơ thể rối loạn. Cái này có thể là chỉ là do sự rối loạn cơ thể nó làm cho chim bao. Hoặc là thứ hai là do những cái gì mình đã từng nghe, từng thấy, từng tiếp xúc này kia nó tràn lại cho mình chim bao. Thì cái này cũng không có chắc chắn là không có đúng, là sự thật không đúng thật. Thứ ba do chư thiên hoặc là do ngạ quỷ tác động, thì cái này có thật hoặc là không, có thể là có thể là không. Nhưng mà những cái thứ tư là nghiệp là chắc chắn đó nha, nó báo trước mình biết là điều này là có, nhưng mà mình cũng không biết là mình chim bao đó là nghiệp hay không phải là nghiệp. Đó là khó, mình cũng khó mà nhận định được cái này. Nhiều khi chim bao giật mình vậy, mình sợ hãi thì có những cái chuyện nó báo trước ha, rất là nguy hiểm cho trong cuộc sống ha. Nên mình phải có cái sự để ý, mình chú tâm để ý. Khi mà chim bao thấy gì đó, mình thấy mình có linh cảm đó, thì nếu mà điều xấu đó, thì mình phải lập tức mình
đọc kinh cầu nguyện hồi hướng chư thiên xung quanh này kia, rồi làm phước này kia, để mà hóa giải những cái điều xấu đó, chứ để nó tới cũng mạnh lắm. Rồi đó là bốn cái nguyên nhân chính để cho chúng ta thấy rằng nó phát sinh cái chim bao. Rồi xuống dòng lộ chim bao có 12 lộ. Lộ chim bao có 12 lộ. Lộ chim bao có 12 lộ. Xuống dòng cảnh cực rõ có 6 lộ. 2 chấm. Cảnh cực rõ có 6 lộ. Dòng gạch đầu dòng. Chót na cảnh có 2 lộ. 2 chấm. Chót na cảnh có 2 lộ. 2 chấm. Không hộ kiếp vừa qua và có 1 hộ kiếp vừa qua. Không hộ kiếp vừa qua và có 1 hộ kiếp vừa qua. Tức là chót na cảnh thì nó có 2 lộ ha. Một lộ là không có hộ kiếp vừa qua và một lộ có hộ kiếp vừa qua. Có một hộ kiếp vừa qua. Rồi, đúng rồi. Xuống dòng, người ta dòng. Chót động lực có 2 lộ. Cũng giống vậy luôn, không hộ kiếp vừa qua, một hộ kiếp vừa qua. Chót động lực có 2 lộ, thì chấm. Chót động lực có 2 lộ. Như trên ha. Rồi. Chót hộ kiếp khách cũng có 2 lỗ, chót hộ cách có 2 lỗ. Không hộ kiếp vừa qua và có 1 hộ kiếp vừa qua. Thì như vậy đối với cảnh cực rõ, tức là cảnh cực rõ ràng trong trong cái lộ chim bao thì cho chúng ta có 6 loại cái lộ trình tâm. À, cái loại mà chót có na cảnh có 2 lỗ là có hộ kiếp vừa qua hoặc là không có hộ kiếp vừa qua. À, chót động lực cũng có 2 lỗ. À, cũng có hộ kiếp vừa qua hoặc là không hộ kiếp vừa qua. Chót hộ kiếp khách như vậy. Thì như vậy qua ba cái vấn đề chót na cảnh, chót động lực, chót hộ kiếp khách, chúng ta có được là 6 lộ đối với cảnh cực rõ. Rồi hai câu hỏi bây giờ. Được chưa? Chép xong chưa quý vị ơi? Alo, alo. Rồi không? Rồi tiếp, cảnh rõ có 4 lộ. Cảnh rõ có 4 lộ. Cảnh rõ có 4 lộ. Dòng chót động lực có 2 lộ. Không một cái vừa qua và có một cái vừa qua. Chót động lực hai lọ. Chót hộ kiếp khách cũng có 2 lọ. Không một cái vừa qua, có một cái vừa qua. Thì như vậy cảnh rất rõ thì nó có chót na cảnh, nhưng mà cảnh rõ thì không có. Cảnh rõ thì không có na cảnh, nó chỉ có chót động lực hay là chót hộ kiếp khách. À, cho nên nó bỏ đi một cái chót na cảnh, mất đi hai lỗ. Đối với cảnh rõ chúng ta chỉ có 4 lỗ thôi. À, đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải ghi tỉ ha. Rồi cảnh không rõ
hai chấm, có một lộ cảnh không rõ. Từ đây nhé, ok. Dạ đi, chấp xong đi. Cảnh không rõ, có một lộ, có hai sát na kháng nghi môn, phải không hộ kiếp vừa qua. Cảnh không rõ, có một lộ, có hai sát na kháng nghi môn, phải không có hộ kiếp vừa qua. Rồi, 2.5 bây giờ. À, đạo tràng sắp đóng cửa à, vô. Rồi ghi lại nguyên cái câu đó luôn. Cảnh không rõ, có một lộ, phải có hai sắc na kháng môn, và không hộ kiếp vừa qua. Rồi, một cái chót nữa là cảnh mơ hồ, hai chấm, có một lộ, hai hộ kiếp rung động, có một lộ, hai hộ kiếp rung động. Cảnh mơ hồ, có một lộ thôi. Với có hai hộ kiếp trúng động. Rồi, chúng dòng tổng cộng mình có như đây. Cảnh cực rõ thì mình có 6 lộ. Cảnh rõ thì có 4 lộ. Cảnh không rõ có 1 lộ. Cảnh mơ hồ có 1 lộ nữa. Tổng số là mình có là 12 lộ tâm chim bao. À, đi tổng cộng có 12 lộ tâm chim bao. Rồi, như vậy trong cái vấn đề chim bao, chúng ta khi mà cảnh nó đến tác động vô nó, nếu mà cảnh cực rõ đó, thì nó cho chúng ta có 6 loại lộ tâm. À, cảnh hiện bài rõ rệt trong dòng tâm thức của mình ha. Thì một là có na cảnh, là có hai cái không một cái vừa qua, một cái vừa qua, tức là cảnh vô tác động mạnh quá thì tới cái động tác nó phải thêm hai na cảnh nữa để nó hưởng dư cái động tác đó. Cho nên nó có chót na cảnh, hoặc là chót độc lực, tức là không có na cảnh, tức là dẫn cảnh rất rõ nhưng mà nó không có na cảnh, là chót độc lực. Rồi cái chót hộ kiếp khách, tức là có hộ kiếp khách xen giữa giữa cái động lực như lại hộ kiếp xen vô hộ kiếp khách. Thì vậy đó là cảnh cực rõ cho chúng ta có được 6 cái lộ tâm diễn tiến. Nó cũng giống giống nhau thôi, nhưng nó khác chút xíu về na cảnh với lại hộ kiếp khách đó. Là hộ kiếp vừa qua hoặc là không hộ kiếp vừa qua, nó có những khác nhau xíu đó. Rồi cảnh rõ thì mình bỏ đi cái chất na cảnh đi. Rõ thì nó cảnh rõ là nó không có cực rõ, nó cũng rõ bình thường ha, nó không có đủ sức đủ mạnh để mà nó tạo thêm hai na cảnh. Cho nên cảnh rõ cho chúng ta có 4 lộ động lực và hộ kiếp khách, mỗi cái 2 lộ thì chúng ta có được 4 lộ. Rồi cảnh không rõ, tức là cảnh mờ yếu, cảnh nó yếu thì nó chỉ có 1 lộ thôi, nó sanh tới là kháng nghi môn rồi nó ngừng. Tới hai sắc na kháng nghi môn cái rớt là hộ kiếp lại. Nó không có làm phát sanh được cái động tốc, cái chá bá ná động lực nó không sanh lên được. Bởi vì cảnh nó không được rõ ràng, nó không có đủ sức để tác động cho cái dòng tâm thức phát triển được. Cho nên chỉ tới kháng nghi môn là nó chìm xuống lại, rớt ra là hộ kiếp. Đó là cái cảnh không rõ. Còn cảnh mơ hồ nữa, cảnh mơ hồ là cái cảnh yếu mờ nhạt, nó chỉ đụng vô cái dòng tâm thức của mình đó. Cảnh nó tác động nhận thức làm cho cái hộ kiếp của mình nó bị rúng động, nó rúng động hai cái sát na cũng rúng động thôi rồi rớt là hộ kiếp lại. Tức là cảnh nó không có một
cái tác động đủ để mà nó làm cho cái dòng tâm thức sanh khởi. Cho nên đó là cái vấn đề mà chúng ta có được những cái lộ tâm để diễn tiến như vậy, tổng cộng là 12 cái lộ tâm chi bao cho chúng ta biết là do có tác động của cảnh. Ở ngoài tác động cảnh cực rõ, cảnh rõ, cảnh không rõ, cảnh mơ hồ, tổng cộng mình có 12 cái lộ tâm chi bao. Được chưa? Vậy nắm được không ạ? Alo, cho biết về. Rồi, hai nguyên đang mới vô room. Là xong ha, nắm ha, dễ quá ha. Dễ, ôi, cái này nè. Rồi, sử dụng ghi chú, hai chấm. Ghi chú, hai chấm. Ghi chú hai chấm dòng gạch đầu dòng chỉ sanh trong khi ngủ không sâu, phải chập chờn, phải mơ màng chấm chấm chấm. Chỉ sanh trong khi ngủ không sâu, chập chờn, mơ màng. Tức là cái lộ tâm chiêm bao á, nó chỉ khi nào nó sanh khởi được á, nó phát khởi sanh được cái dòng tâm thức mà có chiêm bao á, thì chỉ trong trường hợp mà mình ngủ mà không có sâu, tức là mình ngủ không có chìm vô hộ kiếp được á, lúc đó đó nó mới phát sanh ra cái lộ chiêm bao. Cho nên mình phải biết là khi mình chiêm bao, tức là lúc đó mình cũng chưa thật sự là ngủ, cũng còn mơ mơ màng màng, còn chập chờn cái dòng tâm thức mình còn chập chờn ha, chưa có ngủ sâu. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng ngủ sai không có lộ chim bao. Hai cái này nó nghịch nhau để mình thấy ha. Ngủ sai không có lộ chim bao. Giống như là một người mà nằm ngủ mà sai xưa không còn biết trời đất kìa. Thì tâm họ hộ kiếp liên tục không có chim bao. Hoặc là người bị coma đó, bị chìm vô hộ kiếp luôn thì họ không có chìm bao được. Thì đó là ngủ sai không có lộ chìm bao. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng sanh khởi với bốn hạng phàm cộng ba quả hữu học. Sanh khởi với bốn hạng phàm nhân nghe do rõ ràng bốn hạng phàm nhân. Sanh khởi bốn hạng nhân và ba quả học. Thì như vậy cái lộ chim bao nó sanh khởi với bốn hạng người mà thuộc về phàm nhân ha, người khổ, người lạc, người dị nhân, người tam nhân và phàm tam nhân, hoặc là ba hạng hữu học, tức là bậc sơ quả, nhị quả, tam quả. Như vậy đó là chỉ sanh khởi với bốn hạng phàm và ba quả hữu học. Rồi xuống dòng bậc a la hán không có chim bao. Bậc a la hán không có chim bao, tức là bậc tứ quả là không có chim bao, đối với bậc a la hán là không còn có chim bao. Bây giờ a la hán thì tâm không còn có phiền não như mình, không còn bị chim bao. Gì vậy? Bốn hạng phàm nhân cộng ba quả hữu học. Bốn hạng phàm nhân cộng ba quả hữu học. Chưa? Là nhắc lại là chim bao này nó không có sanh ra trong lúc mà mình ngủ say xưa, không có sanh chim bao, chỉ có những lúc mình còn chập chờn chưa có vô giấc mộng, chưa vô ngủ được thì nó có thể phát sinh chim bao. Và là lộ chim bao này nó chỉ sanh với là những bốn hạng người phàm nhân và ba hạng người thuộc về ba quả hữu học đó, là ba bậc thánh đó. Ba bậc thánh sơ quả, nhị quả, tam quả đó. Tam quả thôi,
Nhưng mà bậc A La Hán thì không có nha. Bậc A La Hán thì không có phát sanh hoặc chim bao. Đó là những cái chú ghi chú cho là cần phải đánh dấu không? Được chưa? Rồi xuống dòng đánh cái bông đầu dòng cái. Bậc thánh tam quả. Mặc dù mình nói là có chim bao nhưng mà bậc thánh tam quả rất ít có chim bao. Bậc thánh tam quả rất ít có chim bao. Vì đã viên mãn phần định. Bậc thánh tam quả rất ít có chim bao. Vì đã viên mãn định phần cũng được, phần định, định phần cũng được. Nhưng vì còn phiền não dư sót, bậc thánh tam quả cho chúng ta biết là có chim bao nhưng mà rất ít, ít khi có chim bao. Bởi vì những vị này tu tập đạt tới một cái tâm thiên cố và định tốt đẹp à, nhưng mà bởi vì còn những chút xíu những cái phiền não dư sót à, cho nên chỉ còn chút xíu dư sót nó cũng còn có thể làm cho phát sanh cái lộ tâm chim bao à, nhưng mà rất là ít à, rất ít khi có đó. Nhưng mà riêng bậc La Hán thì chắc chắn là không có ha à, đó là cái vấn đề chúng ta cần phải nắm bắt cho rõ ràng. Rồi xuống dòng đánh cái bao không tiếp tục không có chim bao. Cái này mới là khủng khiếp như vậy ha. Địa ngục không có chim bao. Không cho chim bao luôn. Xuống dưới là không cho chim bao luôn. Không tính tối ngày ngủ không được lấy gì chim bao. Địa ngục là không có chim bao. Mà tra tấn hành hình chưa kịp nhắm mắt nó quýnh tiếp rồi. À, cho nên không có chim bao luôn. Có khủng hoảng thì có, chim bao thì có. À, thành ra giờ chúng ta phải cố gắng học rồi chúng ta cố gắng tu tập mà phát những cái nguyện lành tốt đẹp để nguyện sao cho khi mà có nhắm mắt ra đi chúng ta đừng có rơi xuống cái chỗ quỷ sứ này ha, chỗ cái khu vực này nó nguy hiểm quá, khu địa ngục này là xuống dưới thứ nhất là bị quýnh tra tấn rồi các căn là phải đầy đủ không thiếu căn nào chứ mà phải chịu thấy những hình phạt, thấy những cái sự khủng hoảng rồi không cho ngủ, không được chiêm bao cũng bị à, đó là cái cảnh giới mà phải nói rằng là kinh hồn quản vía, là ngục tù của thế giới. Mình thấy những cái tù ở trần gian là thấy là khiếp sợ rồi, địa ngục còn ghê lắm. Đó là về do tội nhân quả đưa đẩy nó tạo ra cảnh giới đó à, cho nên chúng ta phải cố gắng ha, mình cố gắng tu tập mỗi ngày chút chút do cái phước báo. Mình nguyện sao đừng bao giờ mình rơi vào trong bốn đường ác đạo, đừng bao giờ rơi vào trong những cảnh khổ. Khi rơi xuống đó khó lên lại lắm, nó khó mà được sanh trở lại làm người lại, rất là kinh khiếp. Mình thấy cái đời sống mong manh, mình ham vui chút thôi, mà chịu bao nhiêu cái quả báo rất là coi như là không có không có công bằng ha. Làm ít tội mình xuống đây là chịu lâu quá. Rồi sử dụng đánh cái mông nữa. Chư thiên không chim bao. Chư thiên không chim bao. Vì có sắc tế và không có bốn nhân sanh chim bao. Chư thiên không có chim bao vì sắc tế và không có bốn nhân sanh chim bao. Bẩn hoặc vật thực tế không bệnh. Đóng hoặc lại. Bạn xanh có chứ, thú có chứ. Chỉ có địa ngục thôi. Chỉ có địa ngục thì không có thôi. Địa ngục là tại vì đâu cho mình ngủ enjoy đâu. Chó ngủ được chứ, chó mèo gà nó ngủ ngon lành. Chư thiên không có chim bao à, chư thiên không có chim bao vì sắc tế và không có bốn nhân sanh chim bao. Mở ngoặc vật thực tế không bệnh, tức là những vị chư thiên á là không có chim bao như mình, bởi vì họ sanh cái sắc pháp, họ không phải như thô thiển như mình á, sắc quá sanh sắc vi tế, và họ không có dùng những cái vật thực thô thiển như mình, nó không có gây sự xáo trộn trong cơ thể à, cho nên họ không có bệnh. Chư thiên được cái phước báo không có bị bệnh như người mình. Người mình thôi đủ thứ trọ
bệnh này bệnh kia bệnh nọ, đau tim đau mạch rồi tiểu đường rồi, bao tử rồi não rồi. Ôi thôi đủ thứ chuyện, cái thân này của mình khủng khiếp. Nhưng mà chư thiên thì không có bị đó, không có bị cái thân khổ đó, không có bị bệnh hoạn, và họ dùng vật thực của họ rất là vi tế, vật thực tức là đưa vô trong người cái là tan mất luôn, tan vô thấm vô trong cơ thể biến mất luôn, chứ không phải bị như mình. Là người mình ăn cái vật thực nó bị thừa thải ra, chất chất độc chất này kia nó lọc ra riêng, nó không có được như chư thiên. Cho nên vị chư thiên thì cho biết là sắc họ vi tế, cho nên họ không có bị chi bao, do họ không có những cái vật thực, không có bị bệnh, không có tác động về những cái bốn nguyên nhân sanh chi bao để cho nó làm chi bao. Rồi xuống dòng gạch đánh vòng đầu dòng nữa, điềm nghiệp của chư thiên lúc báo tử chỉ khởi lên lúc còn thức tỉnh. Điềm nghiệp của chư thiên lúc báo tử chỉ khởi lên lúc còn thức tỉnh. Tức là vị chư thiên mà có cái điềm nghiệp báo sắp chết á, cái nghiệp báo sắp sắp giải tuồn ha, nó không khởi lên lúc mà ngủ, mà nó chỉ khởi lên lúc mà những vị nó thức đang thức tỉnh thôi. Thì thấy hào quang mình nó bị lu xuống, thấy mồ hôi nách thì chảy ra, họ thấy những cái thô thiển bắt đầu xuất hiện thì họ biết là sắp chết rồi. Thì như vậy cái điềm nghiệp nó báo cho chư thiên khởi lên lúc những vị nó còn tỉnh thức như thường, chứ không phải như là trong lúc mà ngủ. Cho nên chư thiên không có cái chi bào là vấn đề như vậy. Rồi xuống lò xi dòng đánh cái bông bự hai cái bông luôn nè, cái này quan trọng nè. Có động lực sanh, có động lực sanh nhưng không tạo nghiệp thành quả dị thục. Có động lực sanh nhưng không tạo nghiệp thành quả dị thục. Rồi tức là trong cái chim bao có động lực sanh rõ ràng, tức là có bảy sắc na là động lực sanh, tức là cháo ná đã sanh. Nhưng mà cái cháo ná này nó sanh nó không có cái khả năng nó tạo nghiệp, bởi vì nó chỉ là do sự tác động để nó tạo thành cái chim bao, cho nên cái động lực này nó không ăn thua hết, nó không có cho cái quả, nó không có bị những cái quả khác thời, chẳng hạn như là cho quả ngay trong kiếp hiện tại là hiện báo nghiệp, hay là sanh báo nghiệp, hay là hậu báo nghiệp, là cái động lực này nó không có cho những cái quả đó. Cho nên là cái động lực sanh trong cái lộ chim bao thì nó không cho quả. Đây là cái vấn đề chúng ta cũng nên mừng mừng cái vấn đề này ha. Nhiều khi trong những lúc mình chim bao mình thấy nhiều cái cũng kinh hồn kinh hoàng hổng vía đó. Nhiều khi chim bao thấy nó xấu, nhiều khi đánh người này đánh người kia nó nếu mà nó tạo nghiệp thì chắc tiêu nguyên đêm làm chim bao thấy dữ dằn. Đó là cái vấn đề chúng ta được cái tốt đẹp cái này ha, không có tạo thành quả gì đâu. Rồi xuống dòng đánh cái bông, chỉ có một hộ kiếp vừa qua sanh khởi, chỉ có một hộ kiếp vừa qua sanh khởi vì có đối tượng là sắc rõ. Vì có đối tượng là sắc rõ. Tức là chúng ta học thấy nãy lộ tâm có loại nó có hộ kiếp vừa qua, có loại không có hộ kiếp vừa qua. Tức là có khi mà có một hộ kiếp vừa qua đó, ở những đối tượng đó là về sắc, thì về nó sắc rõ, sắc cảnh ngũ, sắc cảnh thinh cái gì sức đó mà nó tác động vô trong dòng tâm thức rồi trở thành cảnh quá khứ. Thì sắc nó sắc rõ nó làm cho lộ tâm sanh khởi, lúc đó có một hồn kiếp vừa qua thôi, một kiếp vừa qua sẽ lên.
Rồi, trường hợp đang ngủ hai chấm. Thí dụ nè, giờ mình cho thí dụ trường hợp đang ngủ. Trường hợp đang ngủ. À, tức là đưa một cái ví dụ như là mình đang nằm ngủ ha, đang nằm ngủ. À, chẳng hạn như Nhật Hạ nó đang nằm ngủ say sưa ha. À, xuống dầu, gạch đầu dầu. Có người kêu hoặc lay động thân. Có người kêu hoặc lay động thân. Có người kêu hoặc lay động thân. À, tức là có người tới kêu mình hoặc là lay động cái thân này của mình. Chẳng hạn như là Nhật Hạ đang ngủ cái vợ nó đọc được thấy tin message của cô nào nhắn tới lại kêu kêu lay động cái thân nó xô nó đẩy cái thân à, chết chưa, tối nay về là chết chứ bà. Không biết được có thiệt là biết được. Rồi, lộ nhĩ môn hoặc lộ thân môn xanh. Lộ nhĩ môn hoặc lộ thân môn xanh. Rồi, đưa vợ của người nhà hạ là nó làm được hết. Bấm số code mở ra hết. Có người kêu hoặc là động thân rồi lộ nhĩ môn rồi xuống dòng gạch đầu dòng hết chứ không phải đâu có biết gì đây, từ phần cho rõ không. Có người kêu hoặc là động thân là một phần rồi cái xuống dòng lộ nhĩ môn hoặc lộ thân môn xanh. Ghi lại cho rõ để mình dễ hiểu thôi, viết gì chồng 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 vô khó hiểu lắm. Rồi, à, tức là khi mà có người ta lại khiêu mình hoặc là lay động cái thân mình á, thì một trong hai lộ nó phát sanh. Ví dụ như mình đang ngủ mà nghe cái âm thanh đó, thì đó là lộ nhĩ môn sanh. À, hoặc là có đụng chạm vào thân mình đó, thì cái lộ thân môn nó sanh. À, thì mà lộ nhĩ môn hoặc lộ thân môn xanh. Rồi xuống dòng tiếp theo là lộ nối tiếp, tiếp theo là lộ nối tiếp. Tiếp theo là lộ nối tiếp. Rồi xuống dòng tức là lộ nhĩ môn xanh lên rồi theo lộ nối tiếp ha, lộ nối tiếp ha, hàng trăm hàng lộ rồi đó, rồi xuống dòng không có những tâm lộ khác, không có những tâm lộ khác nối tiếp như là lộ thu gom, lộ định danh định nghĩa đó, nó không có những cái lộ khác, không có những tâm lộ khác nối tiếp, mở ngoặc thu gom chấm 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 đóng ngoặc lại, dễ hiểu không. Rồi chim bao thì nó không cần phải có những cái kia, nó chỉ xanh nó lộ nói tiếp thôi, rồi bắt đầu nó mới đi vô vấn đề luôn. Rồi đúng rồi, giỏi quá. Rồi đúng dòng gạch đầu dòng. Bây giờ mới có lộ chim bao, bây giờ mới có lộ chim bao và tâm nhận cảnh thinh hoặc cảnh xúc. Bây giờ mới có lộ chim bao và tâm nhận cảnh thinh hoặc cảnh xúc. À, thì bây giờ lúc này bắt đầu mới sanh lên cái lộ chim bao. À, và tâm nó mới nhận được những cái cảnh về cái âm thanh nãy nó vô đó, rồi giờ sau cái nó vô trong tâm thức nó làm thành cảnh cho tâm. À, hoặc là cảnh xúc. Rồi xuống dòng gặp đầu dòng. Đó cũng là loại sắc rõ thành tựu. Đó cũng là loại sắc rõ thành tựu. Hiện tại nên có hộ kiếp vừa qua,
đây hay vô mình nói đúng thì mình nói theo theo bình thường là nó là lỗi của môn, nhưng mà thực sự nó vô trong rồi, nó lỗi của môn rồi. À, nó vô qua trải qua bao nhiêu lộ, hàng trăm hàng ngàn lộ rồi, nó vô nó lỗi với môn rồi. Nhưng mà người ta cho mình biết cái này nó cũng thuộc ảnh hưởng tới là nhĩ môn hoặc là thân môn, à, cho nên mình cũng cần phải ghi nhận nha. Rồi đúng rồi, nó có một hộ kiếp vừa qua sanh lên. À, loại loại sắc ví dụ như âm thanh nó đụng vô lỗ tai mình nó mới phát sanh ra cái lộ nhĩ môn là xong tới lộ nối tiếp liên tục thì lúc đó là trở thành cảnh quá khứ rồi. À, nó trở thành quá khứ rồi rồi nó mới phát sanh cái lộ chiêm bao. À, thì đó chúng ta biết là, nhưng mà nó cũng thuộc về là cảnh cảnh thinh hoặc là cảnh sắc. À, nhưng mà nó là cảnh mà trạng lại thôi, nó không phải là cảnh ngay trong lúc mình nghe mình thấy được. À, cho nên nó nói là nói hiện tại của quá khứ, mình có trước khi ngay khi xảy ra, sau khi ba cái vấn đề liên tiếp, nó giống như mình từ trong nhà mình bước ra khỏi cái lằn lằn gạch của cái nhà cửa mình đó. À, thì mình chưa bước ra là quá khứ, mà mình dơ chứ mình bước lên thì nó ngay hiện tại, mà mình bước xuống qua vào tương lai, nhưng mà thực sự nó cũng là hiện tại thôi, trong cái thời kỳ nó quá quá nhanh nha. À, cho nên thành tứ niệm xứ như vậy, sống trong hiện tại là nó sống trong hiện tại, mình tưởng hiện tại nhưng mà thực sự nó cũng đã bị vô vấn đề là hiện quá khứ hiện tại vị lai trong lúc mà tích tắc đó, trong cái sát na tích tắc là có rồi. Được chưa? Cái gì nắm được không? Alo. Ủa, cô Mít Ba nãy giờ không thấy tiếng tâm vậy ta? Có nghe có hiểu không ta? Cô Mít Ba nó tiêu rồi. Nãy giờ không thấy có trả lời nó giống vậy. Hiểu không? Ok. Hiểu rồi. Rồi. Rồi Nguyên Trang nói vô là nhánh đầu nhánh, nó nói rề rề chậm rì, nói chậm rì. À, cái bài yên lặng. Rồi còn một đoạn chót nữa, mình ghi cho nó đầy đủ luôn là cái bài. Vì sao chỉ có một mà không có hai hay ba hồi cái vừa qua? Vì sao chỉ có một mà hoặc ba hồi cái vừa qua? À, ba chế mà. Dòng gọi là dòng vì sắc rõ làm thành cảnh, trong lộ chiêm bao là loại sắc thô. Vì sắc rõ làm thành cảnh, trong lộ chiêm bao là loại sắc thô. Rồi, tức là vì cái sắc nó rõ rệt đó. Nó như mình nghe âm thanh hoặc là có người đụng chạm gì mình đó, thì cái sắc nó rõ làm cảnh, nó đụng vô cái lộ tâm mình, là phát sinh lộ ngũ môn, là nhãn môn hoặc là nhĩ môn hoặc là thân môn, thì sau đó mới truyền tín hiệu vô làm trong phát sinh cái lộ chiêm bao. Thì cái sắc này được xếp vào là sắc thô chứ nó không phải sắc tế, do từ cảnh sắc cảnh thinh nó thuộc sắc thôi. À, cho nên nó chỉ có một hồi kiếp vừa qua thôi, nó không thể có hai. Rồi xuống dòng gạch là dòng trong trạng thái chập chờn, trong trạng thái chập chờn cảnh tác động đến dòng hộ kiếp đang muội lược phải
trong trạng thái chập chờn, chảnh tác động đến dòng hộ kiếp đang muội lượt. Cảnh tác động ở dầu kiếp đang nguội lượt, nên chỉ cần một sát na hộ kiếp vừa qua, nên chỉ cần một sát na hộ kiếp vừa qua thì tâm hộ kiếp bị rúng động ngay, thì tâm hộ kiếp bị rúng động ngay. Nên chỉ cần một sát na hộ kiếp vừa qua thì tâm hộ kiếp bị rúng động ngay. Rồi, tức là bởi vì có một hộ kiếp vừa qua là bởi vì trong cái tâm mình, cái trạng thái tâm mình nó chưa có ngủ hẳn, nó còn chập chờn à, nó còn muội lượt, nên khi mà cảnh nó đến nó tác động vô thì nó rung động liền à, chỉ cần một cái hộ kiếp vừa qua thôi là tâm nó rung động liền à, cái hộ kiếp nó rung động rồi nó mới hộ kiếp rung động dứt dòng rồi mới kháng ngũ môn rồi tiếp thâu quan sát kia à, động đốc rồi sau đó vô cái ý môn rồi phát sanh lên ha à, đó là chúng ta thấy là cái sự mà có một hộ kiếp vừa qua nó là cái lý do đó. Rồi xuống dòng sắc tế, cái đầu dòng sắc tế không thể hiển lộ sức mạnh để làm cảnh cho dòng tâm thức đang trong trạng thái muội lượt. Sắc tế không thể hiển lộ sức mạnh để làm cảnh cho dòng tâm thức đang trong trạng thái muội lượt. Chưa, tôi viết xong chưa? Tức là những cái sắc mà vi tế đó, à, chẳng hạn như là những cái sắc mà à, thân biểu tri, khẩu biểu tri, hay là nhà chất nước, à, hay là khinh nhu thức nghiệm, những cái sắc vi tế đó, à, nó không có đủ sức mạnh để nó tác động cho cái nhập mình à, đang trạng thái mùi lượt, nó không có tác động được à, để cho cái tâm thức nó phát sanh được cái dòng tâm à, à, có cái chìm bao được. À, cho nên trường hợp cái sắc tế nó không có cái năng lực ha. À, nếu mà trường hợp sắc tế mà nó có thể làm được thành cảnh thì nó phải tác động nhiều lắm, nó có nhiều cái hộ kiếp vừa qua à, nó đụng vô nó chấn động nhiều lắm nó mới phát sanh được cái rung động dứt dòng này kia, nó mới lên được cái đó à, cho nên cái trường hợp sắc tế nó khó mà tạo thành cái chim bao như vậy à, đó là cái vấn đề. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta à, nó nắm được cái quy trình về cái à, phát sanh cái lỗ chim bao để cho chúng ta biết là cái quan trọng nhất là bốn cái nguyên nhân sanh chim bao, là mình biết được là lúc mình bị chim bao là mình bị trong cái trường hợp nào, lúc mình ngủ à, mình bị chim bao à, là mình phải quán xét lại coi là trong lúc mình ngủ đó, à, thì lúc đó mình cơ thể mình nó ra sao, mình có cái tứ đại mình có à, hay mình nằm ngủ rồi mình đè chân đè tay nó cấn nó bị rối loạn, tứ đại nó rối loạn ha à, nó làm cho bất ổn, làm phát sanh mộng mị chim bao tà bảy tà ba à, hoặc là trong cơ thể mình cái chất gió nó hỗn loạn nó mạnh quá nó bộc phát nó làm cho rối loạn cơ thể à, hoặc là do mật của mình à, trái mật của mình, cái túi mật mình nó bị có vấn đề à, nó rồi này chẳng hạn như bị sạn mật hay là bị viêm mật hay là bị ung thư hoại tử mật vân vân, những chứng bệnh về mật nó làm cho cơ thể mình nó bị à, phát sanh cái chim bao à, cũng không được tốt đẹp ha à, hoặc là do đàm bị xáo trộn à, đàm nó rối loạn do bị viêm bị này kia ung thư bị khói bị nhiễm trùng bị dị ứng cái nọ phấn hoa vân vân à, hoặc là do bị bệnh
như là mình đang bệnh, nhất là bệnh sốt rồi bệnh này kia nó phát sinh làm cho chúng ta dễ bị những cái chiêm bao nó không có được đẹp lắm. Đó là rối loạn cơ thể. Nhưng mà những cái sự rối loạn cơ thể mà nó phát sinh chiêm bao thì cái đó mình biết là nó cũng không phải là thật, nó không phải thật. Chẳng hạn như mình thấy mình chiêm bao trong lúc mà bị vậy đó, đúng mà rối loạn cơ thể vậy đó thì nó không có thật đâu, cho nên mình đừng lo. Rồi, rồi thứ hai là do quá khứ trạng lại, là lúc ban ngày mình thấy gì, mình nghe gì đó, mình đã từng suy nghĩ gì, người tối ngủ nó trạng lại thấy tùm lum tà la, nó vẽ rồng vẽ rắn, nó kể là mình câu chuyện này câu chuyện kia. Không biết quý vị có thấy mấy đó không? Thấy lúc tự nhiên không, mình ngủ mình thấy mình gặp người này người kia người đó đâu trời đó. Chết rồi, nếu mà mình chết tới lúc cận tử là bắt đầu nghiệp nó sanh rồi, chứ chi ma gì nữa. Chết nó có ba vấn đề: một là nghiệp, hai là nghiệp tướng, ba là tướng tướng. Ba vấn đề đó nó sanh lên là nó đưa mình đi theo heo luôn, đưa đi luôn. Nếu mà quá khứ trạng lại thì nó cũng sao, là do cái đời sống hàng ngày mình thấy mình nghe mình cũng không sợ, hoặc là do chư thiên chẳng hạn, chư thiên báo mộng mình sắp có gì ha, thì cái này cũng có thể có thiệt. Có nhiều khi mình làm phước mình hồi hướng chư thiên nhiều, cái khi mình có chuyện gì chư thiên báo mộng cho mình để mà mình biết mình tránh né hay là gì đó, thì nó do chư thiên hoặc là do những cái vị thần, vị thần gốc cây hay những gì thần xung quanh nhà mình ta báo mộng cho mình biết ha. Thứ ba là ba cái vấn đề này là có thiệt hoặc là không tùy theo. Còn cái thứ tư là có thể là do nghiệp, là điềm nghiệp nó báo trước cho mình biết quả tới, quả tốt thì phước thì đỡ, quả xấu nó báo trước là cũng mệt mỏi, hoặc sắp tới giờ chết nó báo trước mình sắp chết mà cũng mệt lắm. Cho nên khi mà mình nghi, lúc mà mình nghi mình suy xét, mình dùng trí tuệ mình suy xét, nếu mà nó là cái điềm nghiệp báo, nếu mà tốt thì mình nên mừng, còn nếu mà nó báo xấu cái là mình phải lên lo chuẩn bị tinh thần, là gì chuẩn bị lo tìm cách để hóa giải cái đó, hóa giải những cái nghiệp đó. Rồi tới đâu hay tới đó mình làm được nhiều hay nhiều, là hành thiền hồi hướng phước báo, giúp đỡ người này kia, dẹp bớt tham sân si trong đó, tâm mình trong một ngày đó, đừng có làm gì, đừng có khơi những cái sự mà ác xấu nó sanh khởi, rồi nó thôi nó hỗ trợ, giống như nó trợ cho cái điểm nghiệp này nó phát triển cho lại, nó cũng mệt mỏi. Đó là cái vấn đề chúng tôi nói cái cơ thể con người mình, cái cuộc sống của chúng sanh chúng ta nó nhiều thứ cũng xộn ghê lắm, nó xáo trộn mà. Thì đó phải suy xét là vậy đó, mình phải suy xét coi cái cơ thể mình nó đang có vấn đề gì không, mình có bệnh hay không. Mình có cái là do là mình từng thấy từng nghe hay không, hoặc là có phải là do cơ thể mình mất quân bình hay không. Còn hoặc là nếu mà có chư thiên có báo mộng thì chắc có lẽ mình cũng có thể biết nó chư thiên có những cái điểm đặc biệt hơn. Nhưng mà nghiệp nó báo thì chúng ta sẽ thấy chắc có lẽ là theo chúng ta nghĩ là nếu mà nghiệp nó báo thì chắc nó cũng rõ rệt lắm á. Nghiệp báo trước thì cũng rõ, cho nên cẩn thận ha. Nhưng mà làm thì làm, mình cũng cố gắng thì ngủ thức giấc dậy là nhớ là cái hồi hướng phước cho chư thiên, rồi cái nó tụng kinh rải tâm từ sơ sơ trong tâm mình, nó cho nó khởi thiện pháp cho tốt đẹp, cho nó tốt đẹp. Nói chung là đời sống mình có những cái sự mà an trú trong những cái thiện pháp nhiều thì mình không sợ gì đó, không có gì phải sợ. Đâu có ai biết trước chuyện gì xảy ra, chuyện gì cái chết nó đến hay là bất cứ chuyện gì đó mình cũng đâu ai biết trước được. Nhưng mà mình có làm những thiện phước nhiều thì nó giúp cho mình có một cái sự mà an bình hơn, tâm mình an lạc hơn, không có sợ hãi. Nếu có ra đi thì cũng ra đi trong hạnh phúc, ra đi trong cái thiện pháp. Còn có những chuyện gì đó thì mình cũng biết là nó vô thường, mà cuộc đời mà vô thường, lúc này lúc khác không ai biết được. Nhưng mà mình học thì mình biết được cách, rồi mình cũng có thể tìm cách mình hóa giải những cái điều đó. Nếu biết là những điều xấu thì chúng ta cố gắng năng nổ hơn, làm nhiều thiện pháp hơn, để hy vọng là hóa giải những cái điều đó. Còn nếu mình không làm nổi thì cái nghiệp nó mạnh quá mình cũng chịu thua thôi, chứ đâu biết làm sao vậy.
À, do phước báo hôm nay chúng ta học được hôm nay ha, nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sắc lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm trí tuệ thành tựu chân trí đồng đều nha cả thầy. Dạ, nam mô Bụt Thầy, nam mô Tam Bảo, nam mô Sanh Khai. Ủa sư đi ra ngoài luôn hả? Rồi, Phật Bồ Tát Sáp Amang Galang Rakhan Tu Sáp Pade Vata Sáp Bồ Tát Nu Pha Ve Nasana Sáti Pha Văn Tu Đề Phật Bồ Tát Sáp Amang Galang Rakhan Tu Sáp Pade Vata Sáp Bồ Tát Tham Ma Nu Pha Ve Nasana Sáti Pha Văn Tu Đề Phật Bồ Tát Sáp Amang Galang Rakhan Tu Sáp Pade Vata Sáp Bồ Sang Kha Pha Ve Nasana Sáti Pha Văn Tu Đề. Tất cả hạnh phúc hạnh có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Từ xa chắc nghĩ ha, quý vị. Từ sau là vô mùng 1 Tết rồi đó, ai học nữa, từ sau nghỉ. Còn cái room room Nguyên Như Người Duyên, Nguyên Trang ơi, ngày mai có học không? Không biết ngày mai có học không ha? Nguyên Trang, Hà nè, cho biết coi. Ngày mai có học không? Có hả? Ok, rồi ngày mai mình học ha. Rồi, từ, nhưng mà từ sau thì nghỉ, phải không? Từ sau là quý vị nghỉ Tết. Rồi tuần sau nghỉ Tết ha, nghỉ mấy tuần ha, nghỉ qua 2 tuần ha. Dạ chứ mai mai học thì nếu mà room học thì dạ chứ đâu phải đâu, ngày mai room Nguyên Như Người Duyên vẫn học như thường ha. Rồi bắt đầu tuần tới nữa nghỉ, tuần sau đó nghỉ, vô mùng 1 Tết rồi nghỉ đi. Tuần sau nghỉ, nghe nói nghỉ tới 2 tuần là xin nghỉ 2 tuần nữa mà. À, nghỉ 2 tuần nữa thì coi như nghỉ từ mùng 1 cho tới mùng 15 luôn. Nghĩ cho nó đã rồi ha. Rồi, rồi xin mời cô Nhật Bình lên nè. À, nghỉ hết mùng luôn, rách mùng luôn. Dạ, sa thú lành thai, Nhật Bình xin thay mặt đại chúng đông rum thành kính tri ân thầy kinh đã bỏ công giảng dạy buổi học ngày hôm nay. Và buổi học ngày hôm nay cũng rất là lý thú và giúp cho đạo tràng dễ dàng đỡ căng thẳng như mấy lần trước. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính cảm ơn thầy rất là nhiều. Và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và bây giờ thì thầy kinh đã chúc phúc cho đạo tràng rồi. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng ghế Nhật Quỳnh hồi hướng quả phước mà học về dự pháp ngày hôm nay đến với chư thiền. Và đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thụ bề kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đà nê na pha quan tu vô chi ta so thình ca rơn tê tha vi ha ra mạnh đa lê thề ra cha mắt cha na qua ca cha phích kha vô sa ra mi ca đa na bát tê u ba sa ca Gama cha de sa ni gama cha es sa ra sa pa na phu ta su khi ta pa quan tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pa wa san se da cha ta a tha bo ba ba ti ka nêu ya ni kang tham ma pa rang ba te cha the sa ba bi du kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha phu ka la sang go ho tu sam mak go wa at tha ya ca he ta ya ca am he ra ca tu sat tham mo sa be bi tham ma cha ri no buat thinh sam ba bu nay ya ma tham ma di yap ma we di te ngưỡng cầu ca đấng chư thiên trong vòng thịnh xa ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dâng rồi xin hầu đổ chư tăng cửa từ ẩn nao phước hằng hạ xa thì khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu
Thiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn loại không lường noạn thai thấp hóa khi nương pháp lành. Giải thoát pháp bảo nên thành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài. Cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang. Bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau. Lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con tân hóa trong pháp Phật soi giao truyền. Nam mô Bụt Tha giá chúng con thành kính đảnh lễ dân và phước mà chúng con đã học về diệu pháp hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gô Tâm Ma được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân và phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong sơn Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong sơn Phật giáo Nam truyền, chư thiên chung quanh nhà của huynh, nhà của thầy kinh, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước.